Nhiều người họ cứ nghĩ những điều ước chỉ là các ý nghĩ. Nhưng không, chúng chính là một phần quan trọng của trái tim, phần lõi tốt đẹp nhất. Điều khiến cho ta tin niềm vui luôn có thật, đây là bằng chứng. Cảm giác trong ta vẫn là không sao xác định khi ta chạm vào chúng. Và thế gian kia bao người trao đi hết lòng trong một điều ước, những mơ ước khiến ta ngạc nhiên mỗi lúc gặp lại. Chúng khẽ lướt đến bên ta như làn gió, chúng quấn quýt khiến ta thêm chìm đắm, muốn sẽ mãi mãi không xa rời, không xa rời. Nguyện trao hết yêu thương, ta sẽ gìn giữ cho nơi này dù ra sao. Người sẽ bình yên mãi bên ta, ta sẽ gìn giữ cho nơi này dù ra sao, dù thế nào. Làm sao giải thích nỗi đau mình cảm thấy, dù đếm hết tâm can nhưng ta chưa từng trải qua nên không biết nói thế nào với ai đâu. Dù ta chỉ biết số phận mình đến đâu, nhưng nếu ai tổn thương người, mình sẽ quyết tâm đứng lên đấu tranh đến tận cùng. Làm sao biết mai này mình đến đâu, sẽ vẫn mong sự yên bình, ta sẽ luôn mãi bên người. Và nguyện trao